Hello các bạn nha, hôm nay thì mình cũng tiếp tục trở lại cửa hàng xe máy mới nha các bạn. Và sẽ cập nhật cho anh chị các bạn mình những mẫu xe hiện tại thì trước mắt anh chị mình thấy là mô tô nha các bạn. Có mẫu CVR nè, hôm nay mình sẽ đồng hành với Yến sẽ cập nhật cho anh chị các bạn mình. Dạ, em chào anh, em Yến chào tất cả mọi người nha. Và để mang lại những cái màu sắc mới mẻ hơn cho những cái dòng xe tại cửa hàng thì ở clip này em sẽ lên cho mọi người gần như là tổng hợp luôn ha cả nhà. Các dòng mô tô này, rồi những cái dòng xe nhập khẩu nha. Thì trước tiên là mình sẽ đến với một cái em cạnh kế bên em đi ha. Em này thì sẽ để cho mọi người là một cái phiên bản mới hoàn toàn luôn. Và màu này sẽ là màu của phiên bản HRC ha cả nhà. Thường thường thì bên nhà Honda sẽ gọi em này chính là phiên bản thể thao nha. Mẫu này thì mình sẽ được trang bị cho mọi người phanh là dòng phanh ABS nha cả nhà ơi. Đây anh chị, nó sẽ được tính năng hiệu, mình sẽ có tính năng chống trượt nè, chống bó cứng phanh ha. Và cái thiết kế cụm đèn cũng như là xi nhan sẽ được nói tiếp theo đàn anh đi trước. Đó là dòng CBG20 nha. Một cái cụm xi nhan lồi nè. Và cái đèn phía trước nó là đèn luôn ha cả nhà. Ở đây thì em có gắn kính lên cho mình xem luôn cái con xe khi mà nó hoàn chỉnh thì nó sẽ như thế nào nha. Đây, mẫu này hiện tại phải nói là thể thao, vừa bằng thể thao là rất là đẹp luôn các bạn. Khá là nhiều công nghệ nè. Dạ. Hiện tại thì mẫu này giá sao em? Dạ, đối với xe mới nè. Dạ, đối với dòng xe mới hoàn toàn luôn thì bên em đang để cho mọi người mức giá từ 59 triệu thôi cả nhà. Đối với dòng mô tô mà mọi người nghe được giá này thì khá là sốc đúng không? Nhưng mà ngoài ra thì bên em Yến đang còn hỗ trợ giảm cho mọi người 2 triệu nữa. Thì khi mà anh chị rinh xe về tay là chỉ có 57 triệu thôi. Và em sẽ hỗ trợ cho mọi người là trả góp luôn ha. Thì em này mọi người đưa trước giúp em tầm khoảng 15 triệu là mọi người đã rinh được xe rồi. Thủ tục thì chỉ cần căn cước công dân thôi nha anh chị. Đấy, các bạn mình muốn biết chính xác địa chỉ cửa hàng ở đâu thì mình có thể liên hệ cho Yến ha. Yến sẽ gửi cái vị trí cho các bạn mình đi đến cho nó kỹ hơn, các bạn dễ hơn ha. Dạ. Nói chung thì cửa hàng ở Bình Dương đó các bạn. Ở đây là còn một mẫu mô tô G15 V3 nè. Rồi, đối với dòng R15 V3 thì hiện tại là bên em đang chỉ còn cái màu xanh BB, màu xanh bạc này thôi nha anh chị. Và cái mẫu này thì nó sẽ có để cho mình đó là mức giá khá là tốt luôn, thì chỉ từ khoảng là 57 triệu thôi là anh chị đã sở hữu được em xe này rồi nha. Và đang còn có hỗ trợ giảm giá cho mọi người. Mà hiện tại á, thì em thấy những cái mẫu xe nào mà đang trên đà bỏ mẫu thì khách hàng lại săn đón rất là nhiều. Dòng xe này cũng không có còn quá nhiều hàng đâu. Cho nên là bạn nào mà đang quan tâm cái mẫu V3 này thì mọi người liên hệ trực tiếp cho em để được sở hữu xe sớm nhất nha. Hiện tại thì đang chuẩn bị về hàng V4 rồi. Những anh chị nào mà đang có nhu cầu muốn mua cái dòng V4 mới thì mọi người cũng hãy trực tiếp liên hệ với em để em gửi mẫu cũng như là sẽ cập nhật giá cả cho mọi người nha. Ok. Cái bên thì chắc là để cho mọi người để thỏa mãn cái sự quan tâm của cả nhà ha, thì mình đối sẽ với có dòng xe Thái em. Dạ đúng rồi, Honda quay Thái luôn nha cả nhà. Ở đây thì em lên cho mọi người cái phiên bản bánh căm. Bằng một cái cách nào đó thì cái phiên bản này lại là cái bản cao nhất, có giá trị khá là cao so với những cái bản còn lại, ví dụ như là bản bánh mâm hoặc là các phiên bản đời 2023, 2024 ha. Màu này thì mình sẽ trang bị cho mọi người một cái màu xanh GB rất là đẹp luôn. Và kết hợp với lại màu đen nha, xanh đen cho cả nhà mình nha. Thì mẫu này bên em đang để cho mọi người mức giá chỉ từ là 76 triệu 500 nghìn thôi cả nhà. Và có hỗ trợ trả góp cho anh chị luôn ha. Mọi người cần biết thêm chi tiết chương trình trả góp cũng như là mọi người muốn xem trực tiếp tất cả các màu xe quay bên em đang có những cái màu nào thì cả nhà mình alo cho em theo số điện thoại bên dưới màn hình nha mọi người. Rồi, tiếp theo thì cập nhật thêm cho anh chị các bạn mình dòng xe nào nữa em. Dạ là Taiga, cũng là dòng xe Taiga nhập khẩu luôn. Và đợt này thì để thay đổi một xíu là em về cho mọi người những cái màu rất là đẹp. Em thấy những cái bạn cái màu này thì chắc là sẽ phù hợp cho những bạn mà mới ra trường nè, hoặc là những cái chị nữ chạy rất là xinh nha. Mình sẽ có sơ copy ha cả nhà. Một em trắng cam và một cái mẫu trắng hồng nha, rất là nữ tính luôn. Thì em thấy thường á là khách hàng mình hay lựa chọn các dòng như là Vario nè, hay lựa chọn các dòng như Vision nè. Nhưng mà đợt này về xe đẹp cho nên là em lên clip cho mọi người luôn ha. Thì hiện tại là mẫu này tất tần tật con xe luôn sẽ là 36 triệu. Biển số giấy tờ mà anh chị muốn đăng ký ở đâu thì mọi người liên hệ cho em đi, em tính chi phí biển số ga lăn bánh cho cả nhà mình luôn nha. Và dòng xe này em hỗ trợ cho anh chị góp ha, trả trước giúp em tầm khoảng là 4 triệu là mình lên hồ sơ được rồi nha mọi người. Em này thì thiết kế khá là đẹp, từ cái màu xe này cả nhà tới đèn ở đằng trước ha, cụm xi nhan hai bên tới những cái tem xe luôn.
Em là em thích kem này nhất luôn anh ạ. Rồi ok, tiếp tục đi em. Ở dưới đây thì mình sẽ có Vario. Vario thì quá quen thuộc với cả nhà mình rồi đúng không ạ? Ở đây thì em có lên màu sơn 3D cho mọi người ha. Hiện tại thì dòng này em trang bị cho anh chị là cả, cho mọi người là cả hai phiên bản luôn. Một bản là chìa khóa và một bản là khóa thông minh nha. Giá em nói dao động từ 38.200.000 đến tầm khoảng 43.200.000. Và tất cả các dòng xe bất kỳ luôn, khi mà anh chị liên hệ đặt lịch trước với em sẽ được hỗ trợ giảm 2 triệu vào giá xe. Cũng như là bên em đang có thu xe cũ lên đời xe mới cho mọi người. Hoặc là mọi người dẫn người thân nè, bạn bè, con cái, anh chị em đến cửa hàng mua xe giới thiệu cho Yến thì Yến sẽ hỗ trợ cho anh chị tiền cà phê lên đến 1 triệu đồng nữa nha. Ok, ngoài hai màu đây ra thì bên cửa hàng còn rất là nhiều màu nha. Dạ đúng rồi, còn vô số kể luôn đó cả nhà. Đó là mình chỉ quay một số màu cho mọi người xem thôi. Còn anh chị mà đã quan tâm cái dòng xe này rồi á thì mọi người chỉ cần nhắn qua cho em một cái tin là mọi người quan tâm Vario hay là quan tâm Scoopy hay là quan tâm Vision thì em sẽ gửi tất tần tật các màu bên em qua cho anh chị xem, bao gồm cả màu jean, màu 3D luôn nha. Rồi ở đây thì mình sẽ có AB125 và Vision ha cả nhà. AB125 thì bản này đang vẫn còn là bản 2023 nha anh chị. Em đang chuẩn bị về hàng 2024 rồi, cho nên là bạn nào đang có nhu cầu quan tâm mẫu mới luôn á thì mọi người cứ liên hệ cho em sẽ gửi màu xe cũng như là cập nhật giá và chương trình khuyến mãi cho cả nhà mình nha. Em này thì mình sẽ lên cho mọi người là màu sơn 3D nha cả nhà. Màu này là nó sẽ gần giống đến khoảng 90% so với cái phiên bản mà AB160 bản đặc biệt nha. Màu xanh xám, màu xanh xám lông chuột nha, rất là đẹp á. Rồi kế bên thì mình sẽ có một cái em Vision màu trắng hồng. Phiên bản này là màu amber ha cả nhà, mình gọi là màu amber nha. Em lên cho mọi người là khóa thông minh. Và có cổng sạc cho anh chị luôn, rất là tiện lợi khi sử dụng nha. Đây. Để cập nhật giá cho mọi người luôn, quên mất. Hiện tại thì Vision màu trắng hồng này em lên phiên bản khóa thông minh cho mọi người thì bao gồm cả màu sơn luôn nha cả nhà. Anh chị có thể chọn bất kỳ màu sơn nào bất kỳ. Mình sẽ để cho mọi người là 35 triệu hỗ trợ bớt, còn 33 triệu tất cả các màu sơn 3D nha. Còn màu jean thì giá nó sẽ rẻ hơn nữa cả nhà. Và cái dòng AB125 này, cả màu sơn 3D cho anh chị luôn là 44 triệu 900 nghìn. Hỗ trợ bớt cho anh chị chỉ còn 42 triệu 900 nghìn thôi nha cả nhà. Là đã bao gồm phí sơn xe rồi nha. Biển số giấy tờ và phí đổi màu thì mọi người đăng ký ở đâu, mọi người alo cho em để được hỗ trợ tư vấn kỹ hơn nha. Rồi. Và xen lẫn cả cái dòng côn tay ở đây thì mình sẽ có Exciter 150. Cái màu này thì chắc là tuần trước em có quay rồi, nhưng mà sẵn đây thì em sẽ để lại cho mọi người xem luôn. Đó chính là mình sẽ có một cái màu xanh Ghibi phiên bản mới của 2023 và một cái màu xám tím iPhone em lên cho mọi người là màu 3D ha cả nhà. Thì hiện tại là Ed 150 nó sẽ rơi vào khoảng là 42 triệu 900 đến tầm 44 triệu 900 nghìn, bao gồm cả phí sơn xe cho cả nhà mình rồi nha. Anh chị quan tâm những cái mẫu xe nào thì mọi người một là chụp lại màn hình, hai là cứ nhắn tin cái tên dòng xe, em sẽ gửi mẫu và tư vấn kỹ hơn. Ở đây thì mình sẽ có một cái màu sắc và thay đổi mới hơn đối với dòng Vario. Đó chính là để phục vụ nhu cầu một số anh chị hay đề nghị với em là chị ơi em muốn lên áo clip Thái, hoặc là chị ơi không biết là mình có bản 150 hay không, hay là có dàn áo 2022 hay không. Thì ở clip này trả lời cho mọi người là có nha. Ở đây thì mình sẽ có Vario, bản này là bản mới 100% luôn nha cả nhà. Năm sản xuất là 2023-2024 cho mọi người. Nhưng mà em lên cho mọi người là áo clip Thái nha, để phục vụ cho bạn nào có nhu cầu sở thích, thích những cái mẫu cũ này. Nó chỉ khác ở chỗ là cái mâm, thay vì bản cũ mình sẽ sử dụng mâm chữ Y thì bản này mình sẽ sử dụng cái mâm mới như thế này. Và màu mâm sẽ là màu vàng cát nha mọi người. Bản này là em lên từ phiên bản khóa thông minh cho mọi người và giá cực kỳ mềm luôn, chỉ 43 triệu 500 nghìn thôi và giảm cho mọi người còn 41 triệu 500 nghìn nha cả nhà. Và đặc biệt là anh chị thấy tất cả các dòng xe bên cửa hàng em thì đa dạng màu sắc, là bên em đang có chương trình hỗ trợ ship xe toàn quốc cho anh chị luôn. Tại vì có những nơi sẽ không lên được màu sơn 3D như thế này đâu, cho nên là khách hàng, mọi người có nhu cầu quan tâm những cái màu sơn 3D bên em mà mọi người ở xa không đến được trực tiếp cửa hàng mua xe thì anh chị cứ liên hệ, em sẽ hỗ trợ tư vấn ship xe cho mọi người nha. Cọc trước giúp em tầm một ít thôi là mọi người có thể nhận xe, rồi kiểm tra bao chạy xước cho anh chị luôn, rất là tiện ha. Cả nhà mình còn quan tâm màu xe nào nữa thì mọi người cứ alo cho em để được hỗ trợ tư vấn kỹ hơn. Clip đến đây là kết thúc. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nha. Bye bye.